Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ Mai Thành. Ông già của màn ảnh Việt, nghệ sĩ Mai Thành qua đời ở tuổi 82. Nghệ sĩ Mai Thành tên thật là Võ Văn Thêm, sinh năm 1939 tại Bến Tre. Năm 13 tuổi, ông đã cùng gia đình đến Sài Gòn sinh sống. Mê hát nên ông thi vào trường quốc gia kịch nghệ Sài Gòn, được thầy Nam Châu và cô Vùng Hái chỉ dạy. Sau khi ra trường, ông tham gia các vở cải lương Khi Người Điên Biết Yêu, Gia Nhân và Ác Quỷ, Vó Ngựa Truy Phong. Sau đó, ông chuyển hướng sang kịch nói, hoạt động chính ở đoàn kịch nói Kim Cương. Ông nổi bật với những vai diễn trung niên, vai ông già. Nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ, nghệ sĩ Mai Thành rất được nghệ sĩ Kim Cương yêu quý vì chú dễ thương, hòa đồng. Chú từng đóng vai cậu Năm trong Lá Sầu Riêng phát sóng trên TV. Vai đó, sau này nghệ sĩ Mai Trần và tôi cũng lần lượt đã từng được thể hiện. Tuy chưa từng làm việc chung với nhau nhưng thỉnh thoảng chú cháu tôi có gặp gỡ. Giai đoạn khi không còn đóng kịch, chú đi phim rất nhiều. Tánh chú hiền lành và rất gần gũi với con cháu. Nghệ sĩ Hữu Châu nhớ về nghệ sĩ Mai Thành. Không có khó khăn về kinh tế, gia đình hạnh phúc yên vui, nghệ sĩ Mai Thành cực kỳ mê nghề. Ở giai đoạn gần 80 tuổi, nghe đoàn phim mời ông lại vác ba lô đi. Những vai diễn ông già trên màn ảnh của ông luôn tạo cảm tình với khán giả. Ông đã có nhiều vai diễn trên màn ảnh qua các phim như Biển Sáng, Sớm Nước Đèn, Chuyện Của Tuấn, Chim Phóng Sinh, Chung Cư, Người Đẹp Tây Đô. Năm 1981, ông bắt đầu bước vào làng điện ảnh với vai diễn đầu tiên, giám đốc tư trực trong phim Biển Sáng. Sau này các đạo diễn tìm vai ông già đều mời ông thể hiện, và ông được khen ngợi qua các phim Sớm Nước Đèn, Chuyện Của Tuấn, Chim Phóng Sinh, Chung Cư, Con Chó Vàng, Ngày Ấy Quê Tôi, Người Đẹp Tây Đô, Sương Gió Biên Thùy. Phim cuối cùng ông tham gia là vai thầy Nguyễn trong Long Thành Cầm Giả Ca năm 2010. Đạo diễn Đào Bá Sơn, tác phẩm được thực hiện nhân kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Khi bước sang tuổi 70, ông vẫn chưa hết đam mê diễn xuất. Hễ có lời mời đóng phim, kịch, ông lại vác ba lô lên đường để hội ngộ cùng bạn bè, đồng nghiệp lẫn thỏa đam mê nghệ thuật. Tuổi ngoài lục tuần, với mái tóc dài chậm râu trắng xóa, nét diễn có chiều sâu, Mai Thành luôn là tầm ngắm cho các đạo diễn muốn tìm người đóng vai già, quê mùa, khắc khổ, chất phác, nhiều tâm trạng, dĩ như lão quản gia của Sương Gió Biên Thùy. Ông bảy nuôi dấu cán bộ trong rừng của Người Đẹp Tây Đô, ông bố chồng phong kiến trong Người Đàn Bà Không Quá Đá. Đặc biệt vai ông gác gian trong Chung Cư, đạo diễn Việt Linh đã giúp Mai Thành có cơ hội sang Nga, Pháp khi bộ phim được chọn tham dự các liên quan phim tại đây. Ở phim này, ông phải ngồi chờ trên tầng 71 chung cư từ 8 giờ tối tới 4 giờ sáng chỉ, để quay mỗi một cảnh ông gác gian ngồi khóc cạnh những gốc cây lá vàng úa. Khi quay xong thì Mai Thành nhiễm lạnh và ngã bệnh. Ấy vậy mà mỗi khi nhắc đến điện ảnh, mắt ông lại ngời sáng. Ông nói, đó là một nghệ thuật tương đối khó, tâm lý cứ bị ngắt quãng, lại cần phải diễn thật chứ không chú trọng vào sự biểu diễn bằng ngoại hình như sân khấu, gian khổ hơn nhiều nhưng vô cùng thú vị. Một ngày làm việc của nghệ sĩ Mai Thành bắt đầu từ rất sớm. Tưới những chậu phong lan trắng ngoài sân rồi châm cho mình một bình trà ngon ngồi thưởng thức. Trời mưa hay nắng thì thói quen đó vẫn vậy. Ông nói ít có ai thấy được giá trị của cuộc sống bình thường, một việc đơn giản nào đó nhưng mang lại nhiều niềm hạnh phúc. Nghệ sĩ Mai Thành bộc bạch, đã sống một cuộc đời, thì chúng ta phải sống cho trọn kiếp người dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Sống yêu thương, chân thành, vị tha sẽ hưởng được trọn vẹn hạnh phúc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chẳng mấy ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình, nhưng mỗi người phải biết tự cân bằng trong cuộc sống, đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc, không có lối ra. Năm 13 tuổi, ông cùng gia đình di cư từ Long Xuyên lên Sài Gòn. Cha mẹ ông chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Mê hát từ nhỏ, ông đếm tháng ngày lớn lên bằng những cái nghề có thể giúp gia đình có tiền đông gạo. Cứ mỗi lần có được tiền ăn sáng, ông gom góp đi mua những cuốn sách in bài ca vọng cổ để tập ca. 3 năm sau, ông thi vào khóa diễn viên đầu tiên của trường quốc gia kịch nghệ Sài Gòn, nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Nam Châu và cô Bảy Vùng Há cưng tôi lắm, khi đó chạy cờ, múa kiếm, nhắc tuồng, làm quân hầu, múa ngựa, tôi đều làm. Cả ngày không muốn rời sàn tập, ai dạy gì thì cũng học và làm cho tới cùng. Có thể nhờ cá tính đó mà tôi được thầy cô khen là kép cải lương tử tế. Ông bồi hồi nhớ lại, không hẳn người về đủ áo lao son phấn, khi sàn diễn cải lương đụng một trận té lửa với phim ảnh Hồng Kông khiến các gánh hát trôi dạt khắp nơi. Lúc đó ông về trụ hẳn ở đoàn kịch nói Kim Cương. Tưởng rằng Mai Thành sẽ diễn lại cải lương nhưng khi ra kịch, anh đã cùng tôi mở đường để có được một dòng kịch Nam Bộ tại Sài Gòn. Thời đó Mai Thành cũng đắt show lắm, quay truyền hình cho nhiều ban kịch, vai ông già là số 1. Không để bị trùng lắp với những vai diễn đã đóng, mỗi khi tập tuồng, Mai Thành là người có ý kiến tranh luận nhiều nhất để vai mình hay, vai bạn diễn cũng hay, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương triều mến nhắc lại. U8 không chưa ngơi nghỉ. Năm nay đã 78 tuổi, ông chưa một ngày ngơi nghỉ. Cứ có phim, có kịch là lên đường cùng cái ba lô quen thuộc.
vóc dáng khắc khổ nhưng gương mặt phúc hậu, chòm râu bạc trắng, ánh mắt đăm chiêu, ẩn chứa bao nỗi niềm. Sâu tận trong những cái nhìn thân thương, truyền cảm của ông là tia sáng mang lại hơi ấm cho người bạn diễn. Dù trẻ tuổi hay trung niên, họ đều nhận từ ánh mắt đó sự ân cần chia sẻ. Ở bất kỳ đoàn làm phim nào, sau khi đóng máy, hoặc vở diễn nào ngưng diễn sau một thời gian miệt mài di chuyển từ thành thị cho tới thôn quê, các đồng nghiệp trẻ đều xúc động lưu luyến khi phải chia tay nghệ sĩ Mai Thành. Vợ ông thường than rằng ông là người hay bị ám ảnh bởi đời sống nghệ thuật. Dứt khỏi phim, kịch rồi nhưng vai diễn đó cứ theo ông về nhà. Ông nói mình thấy đau nhất khi chuẩn mực làm nghề của giới sân khấu bị xem nhẹ thời gian gần đây. Tuổi trẻ hiện nay gắn với nghệ thuật nhờ có truyền thông về lợi ích nhóm, nền nhanh nổi tiếng, bạo phát, bạo tàng là điều tất yếu xảy ra khi chính nghệ sĩ xem nhẹ vai trò là chiến sĩ của mình. Tôi nhớ chú Sáu Dân, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời đến thăm đoàn kịch nói Kim Cương. Ông Triều mới nói với anh em chúng tôi, văn hóa là thứ hàng hóa đặc biệt. Người làm văn hóa cũng phải đóng chuẩn sự đặc biệt đó. Chuẩn mực làm nghề đối với ông còn được hiểu qua việc sắp xếp học tuồng, thuộc tuồng và có sự tương tác với bạn diễn. Ông nói ngày nay giới trẻ làm gì cũng bội, và sản phẩm của họ làm ra đều đóng chữ bội nên khán giả bị dội. Cũng may sớm lộ diện nhiều lỗ hổng để cho công luận lên tiếng chấn chỉnh. Tôi cho rằng mọi sự lộn xộn mà báo chí nêu sẽ được những người làm nghề có tâm điều chỉnh lại. Nghệ sĩ Mai Thành tin tưởng, 25 năm trôi qua, kể từ ngày đóng bộ phim đầu tiên, niềm say mê điện ảnh trong lòng ông vẫn dạt dào. Hiện nay, những khi rảnh, ông vẫn tranh thủ dạy ca hát, dạy múa cho các diễn viên trẻ tại nhà văn hóa các quận và trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, câu lạc bộ Bừng Sáng. Ông còn âm thầm dìu dắt nhiều diễn viên trẻ của các sân khấu kịch khi họ nhận vai lão. Hàng trăm vai diễn ông lão, từ giàu có cho đến nghèo hèn đều được ông rút ruột truyền lại. Các diễn viên trẻ học ở ông không phải qua thị phạm của một người thầy trên bục giảng, mà qua những lời phân tích gợi mở để họ cùng ông đi vào tận sâu thẳm mối quan hệ của các nhân vật. Cuộc sống đời thường của ông rất hạnh phúc với người vợ và 8 con. Con út của ông năm nay đã 32 tuổi, đại gia đình của ông cộng lại có 36 con, cháu, dâu, rể. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của ông là làm đúng bổn phận của mình. Đạo diễn Xuân Phước từng mời nghệ sĩ Mai Thành tham gia rất nhiều phim của anh. Anh bày tỏ lòng thương tiếc, gần đây nhất tôi có mời chú tham gia MV ca nhạc chung với nghệ sĩ Phi Điểu. Tuổi già nhưng yêu nghề, có cảnh quay chú mệt mém xỉu nhưng vẫn đáng để giữ tiến độ cho đoàn. Trong công tác giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tôi luôn lấy tấm gương của chú Mai Thành làm ví dụ cho các sinh viên noi theo. Chú làm việc cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp, hễ tới đoàn phim là trực chiến suốt chừng nào hết cảnh quay mới về chứ không chạy show này show kia. Chú đóng vai dài là số 1. Không chỉ là cảm nhận của tôi mà trong giới làm phim chưa bao giờ nghe ta thán về chú, chỉ có khen thôi. Được đánh giá là diễn viên thể hiện nhân vật có chiều sâu và nét diễn riêng, ngoài hình với mái tóc, chòm râu dài trắng xóa giúp Mai Thành được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất phim lựa chọn để đóng những vai cụ già chất phát, khắc khổ và có số phận đặc biệt trên màn ảnh. Nghệ sĩ Mai Thành là học trò của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há và nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam. Ngày cải lương dần thất thế nhường chỗ cho phim Hồng Kông lên ngôi, ông về đầu quân cùng đoàn kịch nói Kim Cương. Cố nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những vai ông già phúc hậu trên màn ảnh, sân khấu miền Nam. Đạo diễn Thanh Hiệp ngậm ngùi nhớ lại những lần trò chuyện cùng cố nghệ sĩ mỗi khi đoàn kịch nói Kim Cương họp mặt. Ông được đồng nghiệp yêu mến kính trọng không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi sự chỉnh chu, ý thức kỷ luật, sống yêu thương chân thành với mọi người. Ông là người luôn đến sớm hơn tất cả mọi người. Nghệ sĩ Mai Thành bảo đó là thói quen rồi, đi đâu cũng không để ai chờ đợi mình. Ông từng nói đời ông diễm phúc hơn nhiều đồng nghiệp đó là được làm học trò của hai ngôi sao bắt đầu của cải lương và kịch nghệ sĩ nhân dân Phùng Há và nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam đạo diễn Thanh Hiệp lặng người. Thở sinh thời, khi đã gần 80 tuổi, nghệ sĩ Mai Thành luôn đau đáo chăm chỉ với nghề. Cứ có phim, có kịch là ông lên đường cùng cái ba lô quen thuộc. Gương mặt phúc hậu, vóc dáng khắc khổ, chòm râu bạc trắng là hình ảnh quen thuộc của ông khiến mọi người nhớ mãi. Đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ thêm rằng sâu tận trong những cái nhìn thân thương, truyền cảm của ông là tia sáng mang lại hơi ấm, xúc cảm cho người bạn diễn. Vợ ông thường than rằng ông là người hay bị ám ảnh bởi đời sống nghệ thuật, bởi vai diễn đó cứ theo ông về nhà dù phim kịch đã dứt rồi. Nghệ sĩ Mai Thành qua đời, đồng nghiệp tiếc thương vĩnh biệt. Chiều 15 tháng 2, nghệ sĩ Mai Thành đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi. Phía gia đình cho biết tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10. Lễ động quan sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 12, sau đó an táng tại quê nhà Bến Tre. Nhiều đồng nghiệp hay tin đã không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.